anh Phương Cương. Kìa, cô Thủy Hà, cô ra đây làm gì khi không gian còn rét mướt? Em ra đây là để... Để làm gì vậy cô Thủy Hà? Dạ để... Để làm gì? Để lắng nghe con tim mình sao xuyên, để nghe gió rít từng hồi mà mơ ước chuyện xa xôi. Thủy Hà nói thế có nghĩa là... Có nghĩa là mấy hôm nay trời trở gió rét cả không gian và lạnh buốt đến tâm. Nhưng anh
Anh Phương Cương, dầu sao em cũng xin anh nhận lấy kỷ vật này, kỷ vật của một người em gái tặng cho người anh trọng đại. Con bé kia, ở nô tỳ sao không chui mình trong xó bếp, trương mắt bấn thiếu ra căn viên này khoe nhan sắc dài đây. Dạ thưa thiếu thư. Ra đây để làm gì? Dạ hãy nói mau, đừng quánh co mà ta nổi nóng. Có kiếm ra rồi thì chắc chắn mà mày bỏ không. Trời ơi, chuyện gì mà dữ vậy? Thưa tiểu thư, từ trước tới nay thì hãy đi vào xó bếp đi. Còn Phương huynh, anh đi đâu đó? Hãy ở lại vợt cho em thế đảo nguyệt Trường Long. Đó là bổn phận của đại huynh Lưu Thắng, tôi không dám xen vào. Tiểu thư, tiểu thư hãy buông áo tôi ra. Không, không Phương. Buông ra mà. Đó, sao ta té rồi thấy không? Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay làm cho tiểu thư té. Để tôi đỡ tiểu thư đứng dậy nha. Không, mắc đền cho coi. Đền gì không biết nữa. Đền cái gì tôi đền cho. Ôi đau quá à. Chỗ nào, chỗ nào? Chỗ này nè. Được rồi, để tôi thoa bóp cho tiểu thư nha. Rồi chưa? Hết rồi hả tiểu thư? Hồi nãy nó nhức muốn gãy tay vậy đó. Cương lại vịnh cái sao? Cái nó hết rồi. Hết rồi thôi, tôi xin chứa từ tiểu thơ. Tiểu thơ hoài hà, sao anh không gọi như phượng, như thuở chúng ta còn đuổi bướm đón trăng lên trên con đi dài xa thầm. Tôi vẫn xem tiểu thơ như em gái của ngày nào mình còn thuở âu thơ. Xin cho tôi được giữ trọn nghĩa tình mà trang chủ đã dành đặc ân. Tôi biết rồi. Hay là tại con bé ấy, nó không muốn cho người cư xử tử tế với tôi chứ gì? Tiểu thơ đã hiểu lầm rồi. Đừng nói thế mang tội, thời gian sẽ rõ. Kính chào tiểu thơ. Khoan, tức chết đi trời. Tôi có việc phải đi mà. Ủa con, mày phải chết. À trời ơi, tôi đã mất cánh tay, tức là phụ thù đành vùi sâu dưới lòng đất mẹ. Nghĩa ân xưa chồng cao tựa núi, mà tôi chỉ còn là bụi, biết đến bao giờ mới trả lại thăm ân. Oh.
như những chiếc lá cuối thu rụng rơi bên cầu sau cơn giông la đồ. Dù tiểu thơ cô bàng hoàng cơn ác mộng, cô buồn lòng rồi tiểu thơ chết đi. Để chuộc lại lỗi lầm thì tôi cũng đã trở thành phế nhân sống thừa trên mặt đất. Tiểu thơ chết làm chi giữa thời xuân sắc, chết làm chi khi mộng ước chưa tròn. Nhờ tiểu thơ trao chiếc ao hồ cừu này lại cho anh La Hoàng và nói Mạc Thủy Hà xin gửi con tim từ đây đến suốt kiếp. Hả? Trời ơi, Thủy Hà là người yêu của La Quân sao? Vậy là tôi lầm lẫn sao? Và nhờ tiểu thơ trao cánh tay kia lên sư phụ và nói rằng bao nhiêu ân tình của Tề Giả Trang, kẻ bạc phước này chỉ trả được bằng cánh tay quan nghiệt ấy. Xin nhìn biệt. Phương Cương, anh khoan đi. Tiểu thơ còn muốn nói gì thêm nữa? Phương Cương ơi, đã nhắc câu nghĩa ân thì đừng thốt nên lời dính quyết. Thương cảm bao nhiêu năm ghen hờn một phút mà làm cho em hối hận vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn tiểu thơ. Tôi xin cảm ơn tiểu thơ nhiều lắm. Nhưng lời nói khác xa hành động. Tôi là kẻ am tường đao kiếm, nên không tin lời nói của một cô gái bị ảnh hưởng bọn gió ở biển. Phương Cương ơi, nếu oán hận đã nhô lên cao hơn tình cảm, nếu anh không tha thứ được cho hành động nghi dại của em trong một phút ghen hờn mà dính biệt tề gia trang, thì em sẽ tự phê võ công giả từ đao kiếm để chứng minh lòng mối hận của em. Em sẽ trở lại kiếp tập thường của một kiếp hồng nhan, mặc cho mưa dập nắng đổ, để ngày sau anh trở lại với cõi lòng sông mờ. Em không ngại ngục khi thúc gọi tên anh. Như Phượng, chừng nào tiểu thơ thật sự thành một cô gái ngoan hiền, tôi sẽ trở lại. Vĩnh biệt. Phương Cương. Trời, Như Phượng, tại sao con lại tự phế võ công? Tại sao con làm chuyện điên rồ như vậy? Kìa, còn cánh tay của ai? Chà, cô đã chặt được cánh tay của Phương Cương rồi. Như Phượng, có phải chăng vì một chút hờn ghen đang bốc cháy âm thầm trong tận đáy tâm tư mà con không dằn được cơn nóng giận đã xuống gươm chặt đứt cánh tay của Phương Cương? Con có biết không, Phương Cương là môn đồ mà ta yêu mến nhất, còn là con có một người ơn đã cứu Tề Gia Trang thoát qua vận kiếp của giang hồ. Là một môn sinh mà đã bỏ đi rồi. Đi rồi, đi đâu? Lá Hoàng đâu? Hãy chuông cất cánh tay kia cho tử tế. Lưu Thắng, Như Phượng, hãy theo ta tìm Phương Cương trở lại. Dừng. Khi nó vừa vào tay thì cha em cũng vừa gục ngã trên cầu Đoạn Trường. Chuyện kể nghe thật đoạn trường. Mẹ em đau lòng muốn đem đốt quyển sách vô tri mà khoan nghiệt. Không, em mới lấy đem cất vì nghĩ rằng đó là máu và nước mắt của người cha thương mến. Bảo đau của phụ thân anh dù đã gãy, nhưng sẽ giúp anh vượt qua trở ngại lúc này. Phải, để anh đào nó lên và luyện tập. Và công lực bây giờ của thể đạo Hải Di Sơn. Thôi thôi, dừng tay lại đi. Anh biểu diễn công lực một hồi chắc sập cái nhà của em quá à. Cảm ơn Tiểu Loan. Ơ kìa, có người bị thương. Tả Từ Dân, Tả Sư Huynh, sao thế này? Sư đệ, trên đường về Tề Gia Trang để chúc thọ ngày lục tuần của sư phụ, ta bị bọn tam phù ác bác trận đánh ở Thiên La Sơn và thọ trọng thương. Lục sư huynh đã chết, Tề Như Phượng đã bị chúng bắt rồi. Hả? Như Phượng bị chúng bắt? Chúng đang kéo đến Tùng Hạc Lâu để giết thêm sư huynh sư đệ miền lưu. Thôi, Tạ sư huynh, Tạ sư huynh. Người ấy đã chết rồi. Tạ sư huynh, trả thù, tôi sẽ trả thù cho anh. Phương Cương, anh định đi đâu? Đến Tùng Hạc Lâu của bạn đồng môn và giải quyết cho Tề Như Phượng. Phương Cương, người ta đã chặt đứt của anh một cánh tay, tức là đoạn lìa dĩ vãng. Thì tại sao vừa nghe tin người ta thọ nạn, anh lại định xông pha vào nơi nguy hiểm? Tại vì anh muốn cứu người. Phương Cương, cứu người à?
biết đâu rồi anh sẽ phơi thay ngoài bãi chiến trường. Chừng đó em có tiếc thương cũng chỉ còn đổ lệ, hoặc liều mình tự ai theo anh. Dòng thù hận của họ tề để cho họ thử giải quan khiên. Anh hiện giờ là một kẻ phế nhân thì làm sao chống nổi bọn bảo tàng, bọn ma đầu đầy ác tâm. Không, dù hiện thời chỉ còn một cánh tay hay một hơi thở cuối cùng, cũng không thể nào làm ngơ. Tôi phải giải nguy cho tề như phượng. Trời ơi, em đã khuyên mà anh chẳng thuận tình, quyết ra đi để giải cứu cho nàng. Dù đánh đổi bằng sự hy sinh. Thì ra chàng còn để nó chưa lưu trong huyết quản, còn Tiểu Loan chỉ là cái bóng trong đêm mờ. Thôi thì chàng cứ đi đi để mà xây mộng hải hồ, mặc cho Tiểu Loan sầu khổ ôm tuổi hận vào lòng mà thương mà nhớ bóng hình ai. Phương Cương, chàng có đi chắc cảnh vật nơi này cũng không thay đổi. Từ mái thảo lưu đến cành liễu rủ, cầu tre mộm đá, chắc sẽ còn mang hơi thở của bạc Tình Lan. Tiểu Loan, em hiểu giùm anh, đi cứu Như Phượng là anh đi đền ơn dưỡng dục chứ không phải vì tình. Em yên tâm, anh sẽ trở lại. Anh Phương Cương, anh Phương Cương. Cái gì mà la lối? Cứu phụ, cứu phụ ơi, anh Phương Cương đã đi rồi. Đi đâu? Đi cứu con gái của Tề Đại Hiệp là Tề Như Phượng. À, thì ra Phượng Cương là đệ tử của kẻ đại thù đã giết chết cha con ngày trước. Trời ơi! Tiểu Loan, Tiểu Loan. Kìa, sư phụ đã đến. Chúng đệ tử cung nghênh sư phụ. Sư thúc. Hổ Nhất. Dạ. Ra ngoài tù xa đem con bé vào đây. Thưa vâng. Kìa, các người định làm gì khi nửa đêm lại đem ta vào trong tử điếm? Ta chờ nàng cái gì của tri quan. Hôn nàng. Lời nguyền rủa, tánh kiêu căng của nàng. Hả? Thì chỉ gợi cho lòng ta thêm sự thèm muốn. Trời. Hổ Nhất. Dạ. Ta không muốn thấy một mảnh vải nào che trên tấm thảm nhà nó. Tuân lệnh sư phụ. Các người cứ giết tôi đi chứ đừng bày trò giám hố bị ổi. Chẳng thà tôi lãnh một đường gươm để đi vào giấc mơ vĩnh cửu, còn hơn là để cho những bàn tay thô bạo di lên dốc ngọc thân ngà. Hãy đi tôi đi, hãy xoa tan thù hận với Hổ Tề. Tôi không ngờ các ông già nua mà lại hèn hạ, mà có người mà lòng dạ sôi lên. Rõ ràng trong ngọc trăng ngà
dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Trời ơi, cha của tôi đâu? Tề Như Phong có tới đây cũng theo ông theo bà mà thôi. Vậy sư huynh đồng môn của tôi đi đâu? Bọn đó là chim sẻ, làm sao chống nổi với đại bàng. Còn người yêu của tôi đâu? Người yêu của tôi đâu? Cô qua đây. Thôi hãy im đi. Hãy im đi. Tiếng cười của những cô ma quỷ. Chúng bay đã làm cho quá tàn nhỉ. Đã hại đời của một trinh nữ vừa đổ trắng tròn. Phượng cơ ơi, chàng có hiểu được cảnh tình này chăng? Chàng bảo phải làm một cô gái ngoan hiền, để vợ này bị người ta cưỡng bức, phải nhân từ để người ta cướp mất đôi trinh nữ. Thôi, lại đây cái lòng già này ấm lại chút tình xuân. Đêm nay ta sẽ say quan lạc với nàng. Khoan, dừng tay lại. Bọn chấm đảng, hãy buông tha người con gái ra. Nếu không, lũ bay sẽ tan xác. Kìa, Lão Sư Huynh. Như Phượng, cứu em với. Con bé nó gọi nhà ngươi là Sư Huynh, chắc hẳn mi và đệ tử của Tề Như Phong, đạo pháp và Phật cao thâm, thì tiện đây nên thử chút nhân tài. Hãy thả cô gái ấy kia ra rồi giao đấu. Ai giải khờ đi muôn miếng mồi ngon, chiến thắng đi rồi đoạt lại có phải hơn không? Luật giang hồ đâu dung thứ bọn tà dâm, nhân lực con người thì lại khác hơn. Đại huynh ơi, đối chọi với chúng mà làm gì, cứ cho chúng nếm mùi đạo pháp của Tề gia. Hổ Dứt. Dạ. Chỉ tội kẻ lắm con. Dạ. Hãy đón lấy kiếm đâu. Trời ơi, chàng đã thọ trọng thương. Lại một gì sao sáng, vừa lìa bỏ đỉnh trời để tìm đến dòng tay của chúng ta. Ô đẹp, đẹp, đẹp. Thùy Hà ơi, em đừng bận biểu gì anh nữa. Em hãy lập tức rời khỏi nơi đây. Hãy đi đi, hãy đi mau đi. Không, anh La Hoàng. Chàng có mệnh hệ nào thì em cũng tự quy. Thank you.
làm sao mà cô đơn cho được khi ở đây còn có nhiều kẻ biết tiếc ngọc thương hương. Không, không, chị Hà. Hỡi lũ dám bảo sát nhân, có ta là Tề Dữ Phong đã đến đây, hãy dừng tay lại. Tề Dữ Phong? Phải, chính ta đây, thần ma nhất tiên, tiêu diện nhị lang. Ta thật không ngờ các ngươi đầu tóc đã bạc phơ, mà tâm hồn vô đạo, bắt con gái người ta để dở trò dẫm loạn nhút nhơ. Ta chẳng phải ngu si như bi mang danh đại nghiệp, mà giả nghĩa giả nhân, rồi chối từ lạc thú ái ân. Đối với kẻ hầu ta có quyền hành động vô lương, mi đã đến kịp thời để xem Như Phượng nát một đời trinh khốn nạn. Dù con gái ta có rủi ro đánh rơi tuổi học, thì lũ chúng mày cũng rơi đầu trước phúc uy quang. Hãy tuốt kiếm ra. Hổ nhất, hổ nhị ra, hãy đón tiếp kim đào của Tề trang chủ. Hết cái đồ vô dụng Tề Như Phong, hãy coi ta kết thúc cuộc đời của nhà ngươi đi. Đào kiếm của nhà ngươi đã gãy, ngửa cổ lên chờ chết. Ngươi là ai? Đệ tử thứ 13 của Tề Đại Hiệp. À, tên tiểu tặc ở nhà thúc tiểu lo. Hổ nhất, dạ, giết nó. Dạ. Hãy đỡ. Tiểu Loan, thật ta không ngờ nuôi ông tay áo và nuôi khỉ dòng nhà bao năm trời đã bảo bọc cho các ngươi, để ngày hôm nay đáp nghĩa bằng thảm trạng này, thuộc hạ của kẻ thù mới đem về nuôi trong trang trại, còn lừa dối ta để ta mất viên phục công hoàng, chắc sách võ học tam đệ để lại ngày lìa trần cũng trao cho gã này luyện tập, có phải vậy không? Thưa bá phụ, riêng con thì bao giờ cũng nhớ ơn bá phụ, chuyện gì lỡ hôm nay thật con chẳng ngờ. Bọn Tề Như Phong chính là những kẻ đại thù, sao ngươi không biết chúng đã giết cha của ngươi ngày xưa? Ôi, biết chứ, nhưng cậu cháu tôi tới đây là sợ quân không tốt thủ, rủi mà chết thì oan uổng cho kẻ hiền lành, tính xin gì gì tha cho hắn được tồn sinh, nào ngờ hắn lại làm thịt gì gì đại nhân. Xin sư phụ nói cho con tỏ tường sự thật, có phải ngày xưa sư phụ giết cha của nàng? Phải, thuở ấy tam phù ác tác vào trang trại tung hoành, ta dùng huyết chưởng có một người bị trọng thương, nó là Thúc Tam Trung, ta không biết còn hay thiệt mạng. Đã chết rồi nên hôm nay ta đã thù cho bạn. Chuyện ngày xưa chính ngươi là người gây hấn, chính ngươi giết Phương Thành, cha ruột của Phương Thương. Chính ngươi, đúng vậy. Mặt đã giáp mặt kẻ thù, không trả phụ thù sao đáng mặt làm con. Thì tước quân ra đi để tranh thủ lượt sau cùng, có chết một lòng khỏi hối hận ngày sau. Đó. Hồn gia của Linh Thiên, hãy chứng kiến cho con đòi nợ máu. Thiếu Nhị Lan, hãy đón lấy kim đao độc thủ. Con ơi xin hãy dừng tay, thứ ta cho một mạng người sống còn trên dương thế. Không phải tôi muốn cho phương cương quên bỏ thù xưa hận cũ, chuyện ngày nay ân thù lẫn lộn, người giết cha phương cương lại là kẻ dưỡng nuôi tiểu Loan từ thuở bé thơ. Ân oán còn là nghiệp cầu duyên, tôi nói ra đây là muốn cho kẻ ác tâm ân oán mà trở lại cuộc sống nhân.
từ. Nếu còn thương tưởng Tiểu Loan thì Phương Cương hãy ban cho chút lượng hãy hà. Phương Cương ơi, thân phụ cả hai đều không còn nữa, mà máu tuổi thơ không ngừng tuôn đổ vì hận quán năm xưa. Thù hằn nên buộc mãi mà chi để tình Tiểu Loan và Phương Cương thêm quan nghiệt. Hy vọng mây trời xanh biết để lại dần trắng đẹp dưới mái trắng nghèo. Anh Phương Cương, tổ phụ nói phải, chỉ có như vậy thì giữa chúng ta mới không có sự cách biệt bởi thâm thù. Hãy xem thù hận bằng nghĩa cử nhân từ đi anh. Tiểu diện Nhị Lan, vì lão hãy đi đi. Ta hy vọng rằng lão nghe rõ lời của cổ phụ Tiểu Loan đã nói. Người đã tha chết cho ta, lão hãy đi đi. Cảm ơn, cảm ơn tất cả. Khoan, lão còn bỏ quên thanh kiếm. Tôi bỏ rơi nó để tạo nếp sống nhân từ. Xin vĩnh biệt